Rồi với thiết kế không phải là nguyên khối cho nên máy có thể là tháo rời được nắp lưng cũng như là thay được pin, và để gắn sim cũng như thế giới chúng ta cũng cần phải tháo nắp. Thì máy nắp lưng là nắp cạy, chúng ta sẽ dựa vào cái góc khuyết ở dưới phía dưới của nắp lưng. Viên pin có thể là tháo rời. Rồi chúng ta sẽ có hai cái khe sim, một sim 2 đều là micro sim hết, kèm theo một cái thẻ nhớ micro SD.